Nào thì tiếp tục chúng ta sang phần tiếp theo. Chúng ta sang phần số 6 đi. 6.1. Xử lý dữ liệu với Hibernate nhé. Sử dụng Hibernate xử lý dữ liệu với Hibernate. Rồi. Thế thì bây giờ đầu tiên chúng ta phải tạo cái dữ liệu trước đúng không? Thế thì chúng ta đây coi như phần 1. Phần 1 này. Tạo cơ sở dữ liệu. Thế thì đầu tiên chúng ta phải mở cái SAM ra. Đấy, các bạn vào localhost. Chúng ta mở cái này lên. Start này. Start này. Rồi. Ta vào localhost. Chúng ta tạo một cái database. Ví dụ như là chúng ta có một cái database là chúng ta đã có một cái database là Hibernate đúng không? Thì ta tạo thêm một cái bảng nữa. Ví dụ ta có một cái bảng là student đúng không? Chúng ta nên tạo một cái bảng là bây giờ chúng ta tạo một bảng ví dụ như là student đi. Đó, student. Ở đây ta làm một mấy trường nào? Khoảng độ 6 trường. Ok, chúng ta sẽ có các trường dữ liệu như thế này. Thứ nhất là ta có ID. Rồi. ID thì chúng ta sẽ sử dụng kiểu là kiểu in nhỉ. Và ta sẽ lựa chọn cái này nó gọi là khóa chính. Ok. Tiếp theo, chúng ta dùng là full name. Nhỉ, full name. Ta ghi là Vacha cho độ dài là 50. Rồi, tiếp theo ta điểm mark này. Cái này ta để là float đi. Rồi, điểm như nhỉ? Gender. Chỗ này bạn để là bit. Rồi, 01 đây đúng không? Rồi thì bớt đây. Ta có kiểu là kiểu date, time đúng không? Kiểu date đi. Cuối cùng chúng ta có một cái trường map với một cái trường khác, ví dụ như là ngành. Rồi, ngành thì ta ghi là Vacha, độ dài của nó cho nó ngắn ngắn thôi, ba cái tự thôi. Cái này cũng bắt buộc phải là để not null. Oh, not null. Oh, rồi, thế được rồi. Sao? Như vậy là tương đối rồi đúng không? Rồi, đó là chúng ta tạo một cái này là cái bảng này, cái này là sẽ tham chiếu từ một cái bảng khác các bạn nhé, tham chiếu từ một cái bảng khác, nó sẽ có một cái ràng buộc. Rồi, chắc thế đâu, cũng không cần phải. Rồi, sau khi xong chúng ta lưu lại. Bit. Bit mà không cần độ dài.
1 thôi. Đấy, vậy ta đã có một cái bảng, đúng chứ nhỉ? Tiếp theo ta tạo một cái bảng khác, là cái bảng ngành học. Ví dụ một cái bảng ngành học đây. Ta có bảng là ví dụ hai trường. Ngành học này. Đúng không? Chúng ta sẽ có hai trường thôi. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái trường là trường ID. Thì cái trường này nó sẽ đúng cái kiểu dữ liệu như bên kia. Như vậy ta dùng kiểu là kiểu Vacha đổi dài là 3. Đúng nhỉ? Và chúng ta sẽ dùng cái này là khóa chính để nó. Ok, tiếp theo ta sẽ có là name. Name thì ta chọn là Vacha 50. Rồi, cho nó đồng nhất nhá. Đủ lại, nhưng mà ta có hai bảng. Hai bảng này có quan hệ nhé. Bảng major và bảng student này. Thì cái bảng major này có cái ID này các bạn nhé. Thì cái ID này nó sẽ được đẩy sang cái phần major ID này các bạn nhé. Đấy là cái có mối quan hệ. Như vậy ở đây ta sẽ có là tức là cái trường ID này này, trường ID này thì được đẩy sang cái ID này các bạn nhé, có quan hệ của nó đấy. Tất nhiên là bạn có thể thêm dữ liệu vào đây nhá. Ví dụ như ta có, bạn có thể thêm dữ liệu vào đây cho nó có chút dữ liệu thì ta thêm vào đây. Ví dụ như là ta có các ngành đầu tiên này, major này, ta sẽ có các ngành. Ví dụ như thứ nhất ta insert vào đây, ta sẽ có ngành đầu tiên là ngành web nhá. Ok. Web thì đây bạn sẽ ghi là thiết kế web. Đúng không? Tiếp theo. Bạn thêm một cái major nữa. Thiết kế web này. Thêm một cái nữa này, insert này. Chúng ta sẽ có ngành hai là ngành app. Ta có gì? Ứng dụng phần mềm. Ứng dụng phần mềm. Yeah. Tiếp theo, chúng ta có một cái ngành nữa là ngành mobile. Ghi là lập trình mobile, đúng không? Rồi, đó. Như vậy ta sẽ có ba ngành như thế này. Bây giờ ta sẽ có các sinh viên. Ví dụ ta có sinh viên là thứ nhất là insert này, sinh viên đầu tiên. Ví dụ sinh viên là sinh viên số 1. Rồi, sinh viên số 1. Full name Nguyễn Văn A. Yeah. Điểm ví dụ như là 9.2. Giới tính là 0. Ngày sinh. Đây, ví dụ này. Ngành web. Rồi, ok. Tương tự như thế, ta lại có Trần Văn B, đúng không? Chúng ta ghi là 9 đi. 12 đi. Ngành web. Đấy. Ôi giời. ID khác. ID này ID số 2. Đấy. Ok. Tương tự như thế. Bạn sẽ có những cái student và bạn thêm dữ liệu ở đây. Như vậy rõ ràng là chúng ta sẽ có một cái các ngành khác ở đây nữa, đúng không? Như vậy là rõ ràng cái ID này được lấy từ có quan hệ với lại cái này, đúng không? Một nhiều với lại cái major này. Ok, như vậy ta đã xong phần cơ sở liệu nhé. Rồi, như vậy ta đã xong phần đầu tiên của việc sử dụng Hibernate. Chúng ta tạo xong cơ sở liệu rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục các phần tiếp theo.